Bói với Toán ế thiêu ế chảy. Chả có ma nào mà nó coi mình coi cho mình thử thế nào. Còn bao nhiêu phần hụi chết chả có tiền mà đóng, mấy tuần nay toàn mì gói không quá. Lại còn... Ôi giời ơi. Chào Cúc. Oh. Ôi trời ơi, hên thế nhỉ. Bonjour mon cher. Hả? Excuse moi, bonjour madame. Sao vậy mà kêu mon cher? Tại vì cơ thể nó vững chắc, nó tưởng là đàn ông. Mời vào. Dạ. Mời vào, mời vào. À này nhá, trời ơi, cô Út coi như là thanh toán tất cả mọi việc này nhá. Nào tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, công danh, số đề, football, food stamp, tất cả. Cô cho mượn mấy đồng lẻ đi ra một chút xíu cô. Cái gì vậy, sáng sớm mà mượn tiền lẻ là sao? Không phải, gửi xe đặng vô cô Boy. Ơi giời ơi, thế mà không nói. Cái gì chứ lẻ là Út nhiều lắm. Đây đây, Út cái qua đờ đấy. Đây 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 đây. Cảm ơn cô Út nghe. Vâng. Ôi giời, bà độ rồi đấy, tướng cái con mụ này cơ bộ có tiền đấy. Ai, con lạy bà ở trên ngàn, thương con đệ tử trần gian bà về, xá lầm, xá lú, xá mê, con mà trúng mánh thì con thề con ăn chay. Hello, à, búp coi bói đấy à, trời đã, mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Trời đất ơi, khổ quá. Cái sổ tôi bút kín là 6 tháng rồi. Không có thì giờ đâu. Hả? Vâng, tôi biết ông là bạn của bác sĩ Dũng đỡ đẻ. Vâng, thì bác sĩ Dũng là đỡ đẻ cho em đấy. Không, hồi sanh con đầu lòng thì em làm gì đã có chồng. Chờ em tí nhá. Thôi được rồi. Em có một người khách là mới cancel đây. Em nhét bác sĩ vào chỗ này nhá. Thôi được rồi, vâng, cảm ơn nhiều. Còn cái ông dược sĩ phải để tháng sau mới được cơ. Cảm ơn, bận lắm, vâng. Cô Út đắt khách quá cô Út ha. Mà đảm biết không, trời ơi bận vô cùng lắm. Sao bây giờ mà đảm hôm nay vô làm cái gì đây? Dạ cô Út. Mà đảm đừng có nói nha. Mà đảm để tôi nói, tôi mà đoán sai, tôi bỏ nghề ngay. Dạ, nhá. Cô Út cho mượn cái phone chút xíu. Mà đảm là cái họ gì mà cứ mượn suốt đây, không? Ê, dân si. Sao không kêu vậy cô? Ở hai iPhone con nít nó chơi làm sao mà kêu được? Hả? Trời ơi, không. Dạ. Nó, cái phone này là phone đặc biệt. Đây này vừa mới nó cong téo lên rồi đây này. Đời mới hả cô? Người ta gọi vào được, mình gọi đi không được. Lạ cô ha. Digital đó thế. Dạ. Thôi thôi bỏ nhá. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta vào việc nhá. Dạ. Bây giờ này. Dạ. Tôi mà đoán sai đó, tôi bỏ nghề ngay nhé. Dạ. Hôm nay có phải là ma đàm đến đây coi về chuyện tình duyên không? Tình duyên tôi tốt, đẹp lắm, vừa có chồng mà vừa có kép nữa. Ơi, thế không phải là chắc là coi về gia đạo rồi. Không, gia đạo tôi trên thượng dưới hòa. Thế chắc chắn là lại coi về sự nghiệp chứ gì. Ôi, tôi có 2-3 tiệm nail, làm gì có cần tiền, không cần tiền. Đến với thầy bói mà cứ vui vẻ, với lại nhiều tiền thì đến làm cái con mẹ gì không biết, là khổ thế. Không dám gì, nhờ cô Út coi giùm gia đạo. Quên, công danh. Tôi cần công danh. Trời ơi, tôi muốn được nổi tiếng. Tôi muốn người ta, khi mà tôi ra đường người ta phải nhìn tôi, người ta ồ lên. Mỗi lần thấy tôi, người ta lái xe, người ta dồn quẹo ở đây, đụng xe râm, tôi mới chịu. Cái đấy thì nó dễ quá. Yeah. Hôm nào mà đàm ra đường đấy, quên mặc quần áo là người ta nhìn ngay. Ôi mấy trời chứ. Em không mặc quần áo vui lắm. Thôi đấy, nói chơi thôi, bây giờ chúng ta vô vấn đề nha. Cho nó đâu ra đấy nha. Thật sự tôi đấy, là tôi làm nghề cứu đời. Không bao giờ có cái gì, có như là cái gì chuyện tiền bạc là không bao giờ có tôi. Lúc nào cũng cái bảng con này đấy, cứu nhân độ thế. Nhưng mà cái bảng này nó không quan trọng bằng cái bảng này. Biết rồi, cứng nhiều phước nhiều hả? Cái gì? Cứng nhiều phước nhiều hả? Cúng. Chữ cúng gì kỳ vậy? Chữ Hán nó viết nó vuông vuông như thế, đừng có đọc bậy bạ. Đấy. No problem. Đấy. Cái gì đấy? Cái bóp. Cái bóp để đấy à? Tiền. Hèn chi lúc nãy ma đàm vào em thấy hào quang sáng tỏa ngay đấy đấy. Chân danh đâu vậy? Bây giờ cho em gửi tiền cốt ha. Đấy.
tôi giận bây giờ đấy. Tôi bảo tôi làm nghề cứu đời, tôi không có dạ, dạ. Dạ, đây Lộc Thành, dạ, tổ nghiệp, dạ, con Lộc Thành của con, dạ, dạ, tổ dạ. Tổ rồi thôi, dạ. Con hưởng tí lộc thừa dạ. Thôi. Đấy, dạ, giờ dạ, bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ cho tôi coi cái tay nha. Nam tả nữ hiếu, nam hiếu hiếu. Dạ, dạ, đây, 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 đây dạ. Nha. Sao thế này? Dạ, sao cô? Hả, bên dưới cô. Trời đất ơi. Dạ. Mà đàm nghe tôi nói nhá. Sao cô? Thế giới này chỉ có ba người có bàn tay đặc biệt như thế này. Ai vậy cô? Người thứ nhất á, dạ, là Từ Hy Thái Hậu. Từ... Có biết Từ Hy Thái Hậu là ai không? Không. Là Phan Nghiên Tử đóng trong phim Bộ Hồng Kông đây. À, Phan Nghiên Tử, tôi biết. Dạ. Ôi. Người thứ nhì đấy, dạ, là Nam Phương Hoàng Hậu. Có biết Nam Phương Hoàng Hậu là ai không? Cái bà này xử chứ không biết gì cả. Nam Phương Hoàng Hậu là vợ Tưởng Giới Thạch. Ồ, oh, nhớ rồi, không phải Tưởng Giới Thạch mà là Nam Phương Hoàng Hậu vợ của Vua Bảo Đại. À, thì cứ nói chung là vợ của các ông to dạ, cả dạ, nào cũng được, dạ, dạ ai cũng được. À, còn người thứ ba là bà Ngô Đình Nhu. Tôi nghe quen vậy. Trời ơi, bà Ngô Đình Nhu là vợ ông Ngô Đình Nhu đây. Ồ, oh, dạ. Ừ. Oh, còn cái bàn tay thứ tư biết là ai không? Ai của ông, ai? Chính là bàn tay của Madam. Trời ơi, Trey biết. Trời ơi, cô hát nó quá trời là hay luôn. Ừ. Không thể tưởng tượng được. Dạ. Cứ mỗi lần mà Madam thêm dạ, dạ đây. Mỗi lần Madam vỗ mông đời em nó cứ sáng chói. Dạ, cũng tổ già, dạ cũng tổ. Cảm ơn nhá. Dạ. Trời ơi, duyên dáng quá, xinh đẹp dạ. Quá. Dạ bởi vậy, em đẹp phải không cô? Răng đều lắm. Em sang trọng hả cô? Ừ. Trời ơi, vậy mà thằng chồng em mỗi lần em nói gặp em là nói đồ đàn bà nhà quê. Tại sao thế? Nó nói em đồ vô duyên. Ừ. Nó nói em đồ đàn bà ăn to nói lớn. Cọc cần thô lỗ. Hỏi cô, em không cần thua lỗ bao giờ đâu. Trời ơi, nói gì mà la nói lớn. À, nhẹ nhàng lắm. Trời, trong lúc bằng kép em á hả? Mỗi lần em cho tiền nó á, cái nó nói em dễ thương nhu mì, nhỏ nhẹ đoan trang thùy mị. Nó nói em có số mệnh phụ phu nhân. Còn thằng chồng em á, nó nói em mệnh phụ phu xe. Út với ai đúng ai sai? Thằng chồng đúng. Hả? À không, thằng kép. Thằng kép thông minh đúng quá. Thằng kép em có mắt nhìn đời mà. Đúng rồi, thằng yeah. Kép nó nói tướng mệnh phụ phu nhân là đúng rồi. Đúng. Bởi vì trông phú quý lắm, đưa yeah. Tay tôi coi dạ tiếp đây. Cho. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái đường Lindersang, Lindersang. Đường gì, đường gì? Cái đường may mắn á. Oh. Mà vì hồi xưa là tôi yeah. Là học chương trình Tây, học Marie Curie ở dưới Châu Đốc đây. Hả? Cho nên là nói toàn tiếng Tây. À dạ. Yeah. Có biết ăn rau muống xào tỏi bao giờ đâu, chỉ biết ăn rau muống xào thịt bò thôi. À. Với lại bánh cốt xăng thôi. À, dạ, trời ơi, dạ. Cái đường ly đường xăng tức là cái dạ. Đường may mắn. Dạ. Tại sao nó lại, ôi giời, sao nó chui dài thế trong đây đây? Thẹo, thẹo mới hút mỡ xong. Trời ơi, kỳ quá. Kỳ. Hèn chi, bàn tay thon thả quá. Dạ. Trời đất ơi, cái đường ly đường xăng tại sao nó cua một cái vòng cua đờ sắc như thế này? Là sao cô? Nhà ở cua đờ sắc còn có giá huấn chi là bàn tay của ma đàm. Yeah, trời cô. Cái bàn tay này phú quý kinh khủng lắm. Chắc chắn là ông nhà sẽ làm lớn để bà ma đàm hưởng lây. Lớn gì cô Út ơi, chồng em bây giờ đâu có làm lớn. Chứ làm cái gì? Thổi kèn cho ma nhạc lắm mà. À, không sao. Dạ. Yeah. Bill Clinton thổi tò tít te mà còn làm tổng thống Mỹ kìa mà. Dạ yeah, cô. Dạ. Yeah. Trong tương lai chồng em sẽ làm tổng thống hả cô? Đây. Ừ, quá sẽ tưởng tượng rồi. Nhưng mà dạ. Làm lớn rồi đấy. Dạ. Cái hột xoàn nó lại bé quá, lại không xứng. Hôm trước tôi đoán cho cái bà kia đoán hay quá, mới rút hột xoàn nó tặng tỏ liền đấy. No problem. Chuyện nhỏ. Dạ, cũng tổ, dạ, cũng tổ lòng thành của con. Cô biết không, mới đây nè. À, hả? Hột xoàn tấm thì cũng hơi khó bán đấy. Có sạch không? Sạch lắm, chút xíu, bỏ chút xíu than thôi à. Hột sàn tấm mà có tí bọt tí than thành hạt é mẹ rồi. Nghe. Sao? Chỉ nói chuyện nhỏ. Mới đây nè, em mới cho thằng kép em một hột sàn 3 carat. 3 carat? Chuyện này là chuyện nhỏ, 3 carat còn dám cho kép em mà. Thế à? Bởi vậy cho nên nó ôm bàn tay em lên, nó hung. Nó hung nó còn hát. Bàn tay nằm ngon, em vẫn kêu sao. Mà đàm chắc có học cái lớp coi như là cái lớp opera thì phải. Không, ôm bê vô, người ta ra em vô. Trời ơi, vui tính quá nha yeah. Cô nhá. Bây giờ khí sắc là thông lắm yeah. Rồi nhá. Phú quý giàu sang yeah. Lắm rồi. Bây giờ có nghĩa là mỗi tuần tới tôi một lần, khí nào yeah. Nghẹt tôi thông hết cho yeah. Nhá. Bây giờ hẹn cô, cứ qua tuần sau ấy, em tới cũng thông khí cho em ha à, yeah. Trời ơi. Bye, cô, ha.
tuyệt vời, sang trọng quá đi mất thì thôi ạ. Excuse me. Oh, hola amigo. Gì vậy mẹ? Tự nhiên hola amigo. Thôi chết, cô út tưởng là mẹ. Trời ơi. Nhìn mặt giống mẹ thôi, mời vào, mời vào coi bói. Mặt ta gì hổ mẹ. Mời vào, mời vào, mời vào coi bói. Giận hết sức kìa. Mời vào nhau, trời ơi. Này. Hôm nay bà đỏ mắt khách quá. Này, bây giờ ngồi ngồi yên nhé. Dạ. Để cho út nói. Dạ. Út nói sai út bỏ nghề ngay. Gì hả thiếu? Có phải đến đây vì chuyện tình duyên không? Trời ơi, hữu hồn mà. Út nói đúng quá. Cô nói thiệt với út nha, cô đang đau khổ lắm út ơi. Sao thế? Út biết sao không? Hồi năm ngoái á, cô có về Việt Nam. Cô có thương một người. Rồi cô tìm cách lãnh sang bên này. Đó, lãnh sang bên này rồi lúc đầu sống hạnh phúc lắm. Cái cuối cùng mới tuần rồi kìa, cô dẫn đi sổ lỗ tai. Cái bị khác sổ lỗ mũi đi luôn rồi. Trời đất ơi, đàn bà gì mà sao lại bạc tình bạc nghĩa thế nhỉ? Hả? Út nói ai vậy? Thì cái cô vợ mà ông rước từ Việt Nam sang đây. Trời ơi, hú hồn. Người ấy không phải đàn bà, mà là đàn ông. He's a boy, very strong man. Nhưng mà cô nói thiệt với Út quá nha, cô còn thương, cô còn khổ. Chứ con hết thương mà chảnh với con hả? Xin lỗi Út à, tạt nước trôi phấn thôi nào, không hay á. Đừng chảnh với bà. Cái tướng ngu ngoa ngu ngoại Út chóng mặt quá. Xin lỗi Út nha, coi vậy chứ chị cũng man lắm mà. Thôi được rồi, chị men vào đây, chị men vào đây. Đây, vào đây. Này, đàn bà thiếu gì không yêu lại đi yêu đàn ông, chán lắm. Trời Út ơi, đàn bà thương đàn ông là xưa rồi. Thời buổi bây giờ là phải đàn bà thương đàn bà, đàn ông thương đàn ông. Đó mới là fashion. Út ơi, Út có coi Thúy Nga Paris không? Có chứ, coi nhiều lắm. Ai cũng khen Nguyễn Cao Kiều Duyên đẹp mà dễ thương hết á. Nhưng mà con đâu có kết. Con kết người khác. Này, kết ai vậy? Dạ con kết Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, tôi nói thật nhá, tôi thấy cái ông Ngạn vừa già vừa lẩm cẩm mà kết làm gì? Trời ơi, Út đừng coi thường ổng nha. Ổng già mà lẩm cẩm nhưng mà đầy kinh nghiệm. Nhưng mà nói chơi dốt thôi. Trường hợp Nguyễn Ngọc Ngạn là trường hợp ngoại lệ. Ổng thuộc dạng lão ngoan đồng rồi. Ôi giời. Còn cỡ con hả? Vớt hồng hài nhi không à? À thế à? À thôi bây giờ Út ơi, Út coi giùm con. Út ơi, nãy giờ nói chơi hoài con khổ quá Út ơi. Coi thì dễ thôi, bây giờ coi tình duyên thì cái trước tiên là phải coi công danh. Dạ. Công danh mà nó lên vùn vụt thì không phải một boy mà 100 boy nó cũng bám. Vậy hả Út? Nhưng mà trước tiên coi ấy thì có biết xứ Mỹ nó có cái gì hay không? Xứ Mỹ sao Út? Xứ Mỹ thì no money thì no talk. À ha, no money no talk. Dạ tiền nhiều thoát nhiều, tiền ít thoát ít. Très bien. Dạ, con hiểu rồi Út ơi. Cash only nha. Ủa, sao vậy Út? Út sợ khai thuế lắm. Con biết mà Út, đồng hương mình với nhau mà kinh nghiệm lắm. Rồi. Dạ Út nhận giùm. Rồi, cái này tổ nha, phải Út nha. Dạ, đấy, dạ. Cứ nhân độ thế thôi. Thôi nha, bây giờ bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ nhìn thẳng vào mắt cậu em. Dạ. Tôi đoán ngay thế này, ở ngoài đời có hai tên phải không? Không có đâu Út ơi, từ nhỏ tới lớn có một tên nè. Phải, chắc chắn là phải có hai tên. Dạ không có một tên nè Út ơi. Thế bây giờ tôi hỏi tên gì? Dạ Cẩm Hường. Thì đúng rồi, tên Cẩm với tên Hường không phải là hai tên Cẩm Hường à? Trời ơi Út, hay dễ sợ, hay dễ sợ. Rồi, bây giờ đoán vào công danh nha. Dạ, công danh Út. Bây giờ là phải xòe tay tôi coi, tôi đoán về công danh. Dạ. Nam tả nữ hữu. Dạ. Nam tả nữ hữu. Còn cái này nam nữ. À, cái này à,
về ba dạy thôi, đưa mẹ hai tay đoán luôn. Sao thế này? Trời đất ơi, con sắp đài không? Trời đất ơi, tôi nói cái này lắng tai nghe nhé. Dạ. Thế gian này có ba người có bàn tay đặc biệt như cậu em. Trời ơi, dữ vậy không? Người thứ nhất là hoàng đế Napoleon. Dạ. Người thứ hai là tổng thống Kennedy. Dạ. Người thứ ba là Tưởng Giới Thạch. Còn người thứ tư có biết là ai không? Dạ ai vậy Út? Chị... Hả? Người thứ tư là tôi phải không cô? Trời ơi, madam. Tính đi chạy tới gọi madam tới đây đây này. Chị cô đã moi tiền thêm hả cô? Bây trời, Út chỉ làm nghề cứu đời thôi. Yeah. Nhưng mà hôm nay đây nhá, tự dưng Út hôm nay đúng là thiên duyên tiền định. Tự dưng coi bói hai người khách lại có hai cái bàn tay như thế này. Trời ơi, cái đường linh đờ xăng nó kéo dài, nó nhập vô thành một cái đường linh đờ cơ. Mà nhập vô thế thầy hợp á, mà có một cú sét ái tình á, thì người ta gọi là l'amour c'est pour rien. Trời ơi, hai bàn tay nào mà kết hợp là hạp lắm nha. Hai người mà kết hợp với nhau á, có chi bằng là hoàng đế Napoleon mà kết hợp với lại Từ Hy Thái Hậu. Tây mà kết hợp với tàu á, chắc đẻ ra con lai xinh lắm. Trời. Nghe nói thì cũng ham, có điều phải lúc bỏ thằng chồng với thằng kép cũng uổng. Mà mấy cái hệ kia rành quá rồi, giờ đổi hệ chết luôn. Trời ơi, Phúc này kỳ thiệt nha. Hồi nào giờ mình mê đàn ông không à, tự nhiên hôm nay gã gái cho mình à. Nhưng mà nhìn tướng mẹ này cũng giống boy lắm. Ok, let me try. Vậy thì Napoleon xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh croissant được không? Không, Từ Hy Thái Hậu không thích croissant. Từ Hy Thái Hậu chỉ thích bún riêu à. Bún riêu mà để mắm tôm nhiều nhiều Từ Hy Thái Hậu mới chịu đó. Vậy hả? Thích thì chiều. Vậy xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh bún riêu. Ok. Trời gì vậy mẹ? Thô bạo vừa phải thôi chứ. Da người ta mỏng dánh xôi vậy hả?